cục thịt đúng không? Ấy cái tay chân này này, đấy, chân này cái chân này nó vô. Bật ra nè. Nghe cộng quá. Cúc nhẹ nhẹ đây. Chết rồi, sao nó ăn vậy? Nó dính kìa cái lòng bên trong ở giữa. Trái kịp mạnh mạnh chút rồi. Wow. Được chưa? Rồi, vô tiếp đi. Cái gì nó bình thường rồi. Wow. Bữa đấy ra uống đi 2 lít vừa vàng. Ăn lại vàng luôn. Giờ tao biết tao tách tiếng. Tao biết tỏa chấp 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 xanh. Chị tự. Cái này đúng đúng là lòng một người này. Có khi tới đây là cô bảy dài hả? Bảy như trước nhiều hả? Hôm qua nhổ rau người bảy la quế không lạnh không đeo la chiêu quá. Mà hơn ông quấn cái mền. Xong tôi lo là tôi kịp lại. Nhi quay qua ông la chiêu la. Không thoát khỏi không à. Ông nào ông qua là ông chạy mất rồi. Nhổ lần ta. Do hồi sáng tính đi quay đi lái cái nhíp cái bò ở chỗ bị quạt quên mất. Cái này giống như bị lờ ha. Ừ. Bỏ máu mua nhíp vàng bỏ keng rồi bỏ đâu đó. Tương đối hết mấy sợi dài đúng không? Còn mấy sợi ngắn thôi. Đấy, xem luộc con này nó luộc sạch quá lâu. Hết sợi dài không? Ừ, hết rồi.